Thương hiệu xe nhà máy 100 triệu USD ở Việt Nam giới thiệu siêu phẩm xe đạp điện, ngoại hình như Triumph, so kè cùng VinFast tại triển lãm ở Mỹ. Mẫu xe đạp điện tới từ Trung Quốc có giá chưa tới 50 triệu đồng, khả năng sẽ cạnh tranh với chiếc Dogfly của VinFast. Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES là một sự kiện mang tính thường niên của giới công nghệ. Các hãng xe như Honda, Hyundai hay thương hiệu Việt Nam VinFast đều đang tích cực chuẩn bị những sản phẩm mới nhất cho CES 2024 sắp diễn ra tại Las Vegas, Mỹ từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 1 tới đây. Trong đó có thương hiệu xe máy điện nổi tiếng đến từ Trung Quốc, Yadia. Đến với triển lãm CES năm nay, Yadia tuyên bố họ sẽ mang đến những công nghệ cải tiến mới nhất và những sản phẩm thú vị. Trong hình ảnh được đăng tải, thương hiệu này sẽ trưng bày nhiều sản phẩm nổi bật như xe máy điện hiệu suất cao Kines, xe scooter KS6 Pro. Đồng thời, hãng cũng giới thiệu tới người tiêu dùng mẫu xe đạp điện Super 01 có thiết kế vô cùng ấn tượng. Được trang bị đèn pha lớn và ghế ngồi kiểu băng ghế, Yadi Super 01 trông không giống một chiếc e-bike mà giống một chiếc mô tô mini Triumph Street Triton. Kích thước dài, rộng, cao của xe lần lượt là 1700, 690 và 750mm. Nhà sản xuất cho biết xe phù hợp với người lái có chiều cao từ 160 đến 180cm. Super 01 sở hữu thiết kế khung hợp kim nhôm, được trang bị phanh đĩa thủy lực, hệ thống treo hoàn chỉnh với lốp béo 4 inch, giúp giảm va đập khi đi qua địa hình hiểm trở. Trọng lượng của xe là 34kg, chở tải trọng tối đa 150kg. Xe còn đạt chuẩn IP65 chống thấm nước và chống bụi, giúp xe có thể đi qua những con đường ngập nước hoặc những ngày mưa ẩm. Giỏ đựng đồ dưới ghế tích hợp phù hợp để đựng những vật dụng nhỏ như chai nước và túi sách. Về sức mạnh, Super 01 được trang bị động cơ trung tâm phía sau 48V, 750W, mô men xoắn cực đại 80Nm. Xe cung cấp 3 cấp độ hỗ trợ bàn đạp Eco, Mid và High, tương ứng phạm vi di chuyển khoảng 40-90km, tốc độ tối đa 32km/h, thời gian sạc đầy pin trong 6 giờ. Trên web hãng, giá gốc của Super 01 là 2.199 USD, tương đương khoảng 53,5 triệu đồng, giá sale còn 1.999 USD, khoảng 48,7 triệu đồng. Đáng chú ý, thương hiệu ô tô VinFast cho biết sẽ trưng bày mẫu xe đạp điện đầu tiên mang tên Dogfly tại triển lãm lần này. Trước đó, mẫu xe đã được trưng bày trong triển lãm hệ sinh thái xe xanh của VinFast tại Việt Nam với một số thông số kỹ thuật. Ngoại hình của xe có nhiều nét tương đồng với các mẫu xe máy mini như Honda MSX hay Mankey. Tuy nhiên, hiện hãng chưa công bố giá bán chính thức. Sự xuất hiện của cả hai mẫu xe sẽ đem đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Yadi là thương hiệu sản xuất xe hai bánh chạy điện nổi tiếng trên thế giới với các phân khúc xe máy điện, xe đạp điện hiệu suất cao và scooter. Đến nay, Yadi đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hơn 70 triệu người dùng tại hơn 100 quốc gia và khu vực, đồng thời có mạng lưới hơn 40.000 nhà bán lẻ trên toàn thế giới. Hiện tại, Yadi đã đầu tư 100 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam để xây dựng nhà máy thông minh mới. Trong tương lai, Yadi dự kiến xây dựng 2.000 đến 3.000 cửa hàng tại Việt Nam và trở thành thương hiệu cung cấp giải pháp di chuyển xanh hàng đầu Việt Nam. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hỗ trợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964 002 593 để được tư vấn.